Bước hẳn Bóng nhé. thế em cũng làm mà cũng ấy hết đấy. Bước hẳn vào mấy nay trên này còn nắng không? Bây giờ nó cũng râm râm mát như kiểu chiều hôm qua nó không nắng. Nó ăn cũng ấy lắm, em thái rau hoa quả trắng với rau muống nó ăn ăn ấy lắm. Nó ăn mạnh luôn ha, Nó ăn mạnh luôn đấy. đấy nó chạy nó giải can nó sướng. Ở đây lúc mới về này là mình để cái diện tích vừa phải đấy thôi để cho nó tập trung ăn. Đây này em lên vây vây cái lưới rào ấy với anh này này, em vây ở đây tầm khoảng độ 7-8 mét vuông vậy. Em vây một góc này để cho nó khỏi hoảng. Tối nó có gió không, chỗ này nhìn trông trống trải này tối nó có gió không? Tí nữa em mới bắt đầu em mới vây bạt xung quanh này. Vây hình chữ V hoặc chữ U để cho nó tối nó khỏi bị gió lùa. Vừa tối em bắt đầu em vây cái chú ấy. Trên Hà Giang anh nghĩ chắc là thời tiết nó sẽ về đêm nó sẽ buốt sâu hơn ở dưới này. Vâng, em bằng bằng từ cái cửa này nó qua bên này, bằng hết chỗ này rồi tới chỗ này. Làm sao gió nó không lùa được, không lùa mưa bão nó không hoảng loạn. Vâng. Nhưng mà kể ra thì phải có một cái khu mà nó xây bờ tường xong là tổ ngày cho ra đây, chỗ này nó chỉ là cái sân chơi thì hợp lý. Không, cái chỗ này là em để như này anh này, đây là em nhìn thấy cái lưới này đó. Em quay cái lưới này, em quay chỉ cái Nhưng ôm mà nhỏ thôi nó này. ý anh nói là nó có một cái nhà lợp mái không ấy, ở nhà bên tường kín ở bên trong có cái ô nào khác nữa không? Có em có cái ô bên trong này nữa. Quay quay bên trong xem nào. Đâu? Dạ đây đây đây, có cái cửa bên trong này, em có một cái Ủa phòng bên trong này này lại nữa. không không đuổi được, lại phải bắt 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 ra. Không không có, em mở cái cửa này. Người ngày là nó đi ra đấy được ha. Em mở bên này thì xong cho nó qua bên này, qua bên đường này cho nó vào bên này. Anh nghĩ là nó tầm này duy trì được khoảng 5 6 7 cân thì mấy mới cho hẳn ra ngoài này, còn bây giờ tối thì cho nó vào bên kia nó kín kín là nó hợp lý hơn. Vâng. Bây giờ em cho nó ở cái khô ban ngày, em cho nó ổn rồi đó, tối em cho nó vào trong. Rồi lúc nào cho nó lớn lớn thì em mới cho nó ra cái sân rộng lớn này. Hàng xóm có ai sang ngó khen chê gì không? Có mấy anh em nó qua nó bảo nó chưa thấy con này bao giờ, ghét lắm. Nó thích lắm. Thế ông anh trai là bây giờ giao cho ông anh trai nuôi à? Vâng, em giao cho ông ta nuôi. Là bây giờ nhà còn mỗi cái nhà là nhà của mình mà không có ai ở, còn mỗi nhà bây giờ bỏ không để cho ông anh nó ở, ông anh ở rồi ông trông cho. Thì em cũng làm được đấy, nó diện tích cũng khá là rộng. Còn cái đất bên này, cái ô đồi bên này này, đó, anh nhìn này. Ở bên này thì có cái hố hố sâu, đang tính chuẩn bị san lấp cái đồi này xuống, san thành một bằng tầm khoảng độ 6-7 nghìn vuông thì em san hết, bắt đầu em mới làm, bắt đầu em làm. Khả năng dự kiến có bắt nữa không? Có em bắt. Phần trăm bao nhiêu phần trăm? Dạ Khoảng bao nhiêu phần trăm? em phải 100% á. Thế thì phải nhanh nhanh lên chứ. Vâng. Đây là chỗ này là chỗ đây nhà ông anh ta cũng đang làm sát bên anh này, cũng thực tế luôn đó, ông anh đang làm. Dạ Ông anh đang làm nhà. dạ ông còn cái nhà bên này một nhà gỗ của ông anh thứ hai, Nhà sàn đấy à? nhà sàn đúng rồi, còn đây là nhà em. Đây là khu vô của nhà em. Thế là hôm qua đi là 8 giờ về nơi à? Dạ, 8 giờ về đến nơi, có lúc ra phát là anh Cương anh gọi phát Cương đưa tới nơi luôn. Em thấy ông người cái hệ thống anh điều hành nó có ngọt nghẻ không, có chuẩn gì không? Ok luôn Để anh điều đấy hành em. hàng Dạ. giống của anh điều hành về gửi về tận miền Tây miền Nam còn ok luôn mà. Vâng, đây là còn cái nhà, đây là thằng nhà em chú. Chị đến nhiều nhà sàn thế nhỉ? Vâng, đây là nhà sàn đó, nhà sàn Làm một cái nhà sàn như thế nhiều tiền không? tầm 700-800 á. Vâng Chú có kiến thức về nhà sàn không? có đấy,
Đấy là sự cái nhà sàn hay là mô hình đấy là của em ngày xưa em cũng là có kiến thức luôn luôn đấy. Và đây là nhà em. Có mỗi mình thôi. Chứ đây bà già đâu? Ông bà già lại ở cái nhà trên bên này. Không ở với ông anh trai nữa. Không. Là ông bà lại ở với em. Còn trước là ở đây. Tức là sát nhau luôn, giống kiểu nhà anh luôn. Sát nhà anh với trang trại đây là ông bà. Đây mặt còn cái mặt đường nhựa trục lộ, đưa trục lộ đây mà. Đây là trục lộ chính lên huyện luôn anh. Đây là cái quán, ngày xưa là cái quán nhà em mở quán bia. Quán bia. Mới đây em để cho ông bà ở. Bây giờ ông bà lại qua. Thì tức là dự kiến của em, nếu mà em chờ em lấp, dự tính là tầm 1 tháng là em sẽ san lấp hết cái này. Cái lấp chỗ đó là chỉ để cái giai đoạn nó to thì cho ra đấy thôi. Vâng vâng, em đang tính vậy đấy. Còn dự kiến giống thì nửa nửa khoảng một vài ngày mà nó ấy thì nó cứ vâng. Ngày tức là 30 30 mùng 1 thì đấy em vào. Em vào trong đấy em sắp xếp công việc ở trong đấy xong hết một cái thì bắt đầu em alo ra ngoài cho anh. Vâng. Thì chú đã biết nhà anh rồi, chú đã biết anh rồi, anh biết chú rồi thì cứ chốt số lượng xong thì bắn đi, xong thì anh gửi theo cái chỗ anh Khương này, anh gửi đúng cái xe đấy cho gì đâu. Dạ vâng vâng đúng rồi. Vâng. Rồi thế này là được rồi, thì có cái gì bảo những cái kiến thức mà anh chỉ bảo cho em thuốc lọ rồi sách hướng dẫn đấy thì cứ bảo truyền đạt lại ông anh trai nhá. Anh ơi, cho em hỏi một lần nữa là cái nước mình uống ấy, nước em đang em tí em bảo nấu cái em có cái chồng này thì nó uống lắm nhưng mà vì em nấu cái vỏ nước ra đây thì cái thuốc mà cái thuốc mà cái cho cái tốt cho cái xương của nó cái thuốc gì nhỉ? Canxi. Canxi đúng không? Mình ra quầy thuốc thú y đúng không? Mua canxi bổ sung, canxi ngoài. Là ra quầy thuốc thú y đúng không? Ra quầy thuốc thú y nó là một là dạng dạng nước, một lít của nó khoảng hơn 200, còn dạng dạng bột của nó hạng gói, dạng gói bột. Vâng, gói bột, canxi đúng không? Thì cứ 2 ngày mình cho ăn một bữa thôi. Vâng, thế để tí em đi mua đầy đủ ấy, để em mua về cho ông anh sắp xếp cho ông anh ở nhà ông làm mà. Cái kiến thức này em để ý anh em học hỏi anh nhiều rồi trên mạng rồi, với lại em cũng hiểu biết tí em chỉ không anh. Để ý phân của nó nhá, nếu mà phân thiết thì như cái bài anh truyền đạt đấy nhá. Vâng. Bây giờ đang cho ăn rau muống à hay rau hoa trắng? Cái rau rau hoa trắng này ạ. Về độn ở rau muống vào thì trắng không thì nó sẽ bị chát. Vâng, lúc nãy em cũng trộn cả, lúc cứ hồi sáng em trộn cả cái bó rau muống cho nó vào nó ăn. Rau muống nhiều quá thì nó cũng bị nhớt, nó cũng bị phân lỏng, còn tỷ lệ 50-50 thì là nó tốt hơn. Vâng, mình cứ lẫn độn đúng không? Cám này, lấy cái bao cám của anh đó thì bây giờ trộn đợt thời gian đầu là 19, xong hôm sau thì là 82, xong thì 73, xong 55, xong dần dần lấn dần em. Vâng. Đấy, nó uống nước tốt phết đấy. Dạ vâng, anh nhìn thế này, nó ví dụ như sân chơi mà nó thoáng này thì cực tốt, nhưng mà ví dụ tối đến là anh hơi no. Tối là em là cho vào bên trong anh ạ. Đây em có cái chuồng bên trong đó, tức là cái chuồng này á. Cái chuồng này là cái gà ngan vịt đầu ở dưới này có nhiều lắm, ở dưới hầm nữa, còn cái thằng hầm dưới này. Cái chỗ kia nó có cái vực thì có cái gì đấy, nhỡ đi nó nhảy chồm xuống ngã dưới dưới không? Không, tức là bên bên ngoài là mình soi xuống đất đấy, đứng bên ngoài em chỉ xuống cái vực này thôi, còn bên trong nó có cái đường xuống ra ngoài. Đi xuống thì nó phải an toàn đôi chân của nó, sợ nó trơn nó trượt. Không có dốc không? Tức là bên ngoài thì nó hơi dốc, còn bên trong cái đường xuống nó bằng bằng như sân chơi này luôn. Về Ba Vì thấy anh đối xử với chú thế nào? Quá là ok, khơi hết hết ý phải nói cho anh ạ. Là em theo dõi của anh cả 3 năm và em bảo em hứa là em sẽ ra một lần Ba Vì và em sẽ nhớ suốt đời là cái Ba Vì đấy đó.
Gặp gặp anh uống với anh cốc bia qua mạng thì anh vẫn là con người như thế thôi. Vâng. Ông anh trai cho gửi lời hỏi thăm ông anh trai. Vâng. Ừ. Em cảm ơn anh Ừ. nhiều. Nhá, có gì alo sau nhá. Dạ, vâng. Thế nhá. Ok. Here we go. Create the channel. Design the channel. Make the first video. Publish the video. Optimize the video. Distribute the video. Advertising. Như sao tiếng đánh chim cu, cây đa bể nước, lời ru của bầm. Vừa chim cu gái miền Bắc, Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội. Xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gái, nam mẫu, phấn hồng, âm dọc, bộ mã, từ tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chào hào, chim tuyên. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì và giống đà điểu, cây chanh từ Huế và phân bò sữa ủ đen vi sinh. Website. Cái chỗ thì nó ươm cái nó còn nhỏ, còn đất thì chưa có làm. Nhưng mà nó sau nó phải có cái sân chơi, nhưng mà nốt này nó bí, nó khó lớn. Dạ, sân chơi thì nói chung là rộng lắm, mà chưa có làm thôi. Đâu chuyển Còn chuyển đi ra ngoài này cũng rộng lắm. chuyển camera về đằng trước xem là con giống nó có khỏe mạnh nhanh nhẹn không. Đây nhảy nuôi lẫn con gì kìa, nó ở chung với gà tây. gà tây luôn ha, Dạ. đến 5 con đấy ha, Dạ, 5 con đây nè. 5 con luôn rồi. Ok, Dạ. là ở Đức Tân, Tân Phú, Long An à? Tân Trù á, TRU nặng á anh. Tân Trù, ở Tân Trù, Long An. Tân Trù Long An á. Rồi thế là bây giờ Nói chung cho ăn cái gì? bây giờ đang cho rau muống với cám nè, với hồi hồi nãy mới cho uống thuốc, bây giờ nó đang ăn rau muống. Ở cái thuốc anh gửi cho em đấy, Dạ. cái thuốc mình gửi cho cậu đấy. Dạ, cái thuốc cái vị anh gửi cho em đó, cho nhà xe đưa em á. Thỉnh thoảng lâu lâu cho nó thuốc bổ đó, mới lại cái trứng gà nhá, cho nó khỏi bị suy dinh dưỡng. Dạ, trứng gà anh thì tuần tuần cho ăn 2 bữa được không? Được, tuần 2 bữa được. Dạ. Thì trứng gà thì cũng ở trong này cũng ok. Rồi cho nó uống bổ sung canxi vào. Canxi mình nói là canxi viên hay là canxi bột anh? Canxi bột, canxi nước cũng được. Dạ, canxi nước cũng được, pha với nước cho nó uống hay là mình bơm? Thì mình pha với nước uống hàng ngày á. À. Ở quanh quanh đó có ai nuôi chưa? Ở đây chưa, mà hồi sáng em vô công ty thì em nói thì mấy thằng kia ở quanh quanh đây nó cũng nói để anh coi anh nuôi sao, rồi nếu mà ok thì nó cũng mua về nó làm nó nuôi. Nuôi ít này thì chịu khó đầu tư cái bãi huấn luyện, nó cưỡi được thì bán nó dễ bán hơn. Dạ, Mới cưỡi là bán thì cánh nó làm xiếc, làm chụp ảnh, hay là nó làm cái khu vui chơi trẻ em, công viên các thứ đó. dạ Mình chịu khó mình đầu tư thời gian mình huấn luyện nó cưỡi được. thì hồi sáng em vô em nói mấy thằng kia nói giờ anh nuôi để bọn em coi làm sao, vì đất của nó cũng có 2 ba công á, 2 ba công đất rồi nó nói để nuôi, thì em thì nói chung cái chỗ thì có, nhưng bây giờ em mới gầy cho nên em cũng chưa có đầu tư nhiều Nuôi này phải để đất. ý nó chứ, trong đó thời tiết nó ấm không? Thời tiết trong này thì nóng nóng lắm lắm. Nó nóng như lại càng tốt. Nhưng mà nó ví dụ nó đang nắng, nó đang nắng chuyển mưa thứ là phải Đây cẩn thận. nè, khu đất của em đang nằm đây nè, mưa lắm. Dạ. Nhưng mà hỏi thiệt là sao không biết nhau Bây mà. giờ để coi nó phát triển hay đầu mới mới lập nhà.
Dạ. Bảo là anh em mình mua mua bán với nhau, kể người người ở Nam người Bắc thì giao tin tưởng là chuyển đủ tiền luôn ha. Dạ ok. Em nói người sống ở Nam nhưng mà em người miền Trung mà. Trung hả? À, em người miền Trung mình lấy vợ ở trong này thôi chứ đâu phải người Nam đâu. Rồi. Thế chắc là cũng xem qua kênh YouTube thì biết rồi thì chuyển nó có gì đâu. Dạ thì anh em nói anh khi xác định thì mình anh em uy tín nhau thôi chứ có gì đâu mà Đúng rồi. phải không? Đúng rồi. Thế nuôi thử mình cứ phải coi cái phân của nó hàng ngày xem cái sức khỏe của nó ra sao, về lúc nào mình đi làm thì phải nhờ người ở nhà để ý nó chút. Bao giờ nó có ngoài 20 cân thì yên tâm hơn. À, dạ. Bao giờ nó phải Thì em đến chủ nhật thì em đi. Em chủ nhật thì rảnh em mới đổ đổ cắt vô được cái nền này, nó còn nền bê tông. Này cái chỗ này đang là nền bê tông. Vậy đổ cát vào đi không là nó đau gầm bàn Đúng rồi. chân, nó đi bê Dạ. tông nhiều là nó Thì đau, giờ nó đang sượt bàn thả chân vào chứ. với tối là nhốt vô đây nè. Tối này cho vô đây. Cho vào cái sàn thảm đấy không. Dạ. Cho vô đây thì, rồi chiều chiều đấy mới mới thả ra chứ đâu có dám thả ra ngoài giờ bê tông này đi nó đau giò nó. Nó đau cái gầm bàn chân của nó thật đi. Dạ, vì bê tông mà. Coi nó đừng để những cái dị vật xung quanh nó ăn vải nó tắc ruột. Dạ. Vì thấy nó cũng hay mổ tầm bày, nó xúc tầm bày. Cái gì nó cũng bốc hết á. Dạ. Có gì em mấy em liên lạc anh em hỏi anh em chưa biết thì có gì em hỏi nha. Rồi thì đăng ký cái kênh YouTube của mình đi, mình ra những cái bài mình chia sẻ đó thì cứ làm theo thôi. Dạ em đăng ký rồi. Thì còn bạn bè ai mua thêm thì đứng ra lấy giùm họ thôi, anh em mình đã có lần đầu thì sẽ có lần sau thôi, có gì đâu nhá. Dạ. Ok, bye bye Hôm Minh. hồi sáng em cũng hồi sáng em cũng có nói với mấy thằng bạn đâu, mấy thằng bạn nói giờ để anh coi nuôi như thế nào giờ tới Tết coi làm sao, rồi Rồi. nếu mà nó phát triển lè thì ra Tết rồi nó bắt. À Ok. dạ Rồi vậy ha, cảm ơn ha. nói chung một dạ, Nói chung làm sao? nếu hẹn có gì hẹn gặp lại. Dạ Rồi có ok. gì hẹn gặp lại anh sau. Rồi ok, bye bye ha. Rồi rồi chào anh. Ôi rồi nó gì ạ? Cái thơ trắng trắng này gì ạ, đúng Đúng không? rồi. Ấy, toàn con đẹp. Đúng mình. Cái lạ rồi, cái gì lạ rồi, nó gì ạ? Thấy thì khỏi đừng nắng, chỉ tan mồ hôi, và uống nhiều, tan mồ hôi. Tối lại thi đấu tiếp. Đây này. Đây này, con lông trắng trắng này nào. Đây. Đâu? Đây. Con mụn mụn như này. Xì. Đây không còn ngoạn cỏ. Nào mà cười. Các bà già chả toàn gái thế thì sao? Chân nó phải trắng, chân nó dài đẹp đấy. Bốn con này anh ưng rồi đấy, của em có cảm thấy con nào không gì thì đấy, cho đây. em không con nào thì em lọc luôn thì anh kiếm kiếm thêm con khác đấy. Mắt mũi chứ nhìn còn mắt bọn nó em làm sáng sao kinh nghiệm thì làm sao mà ấy được. đấy, nhìn chân móng như là nó có bị ngoẹo vẩy móng rồi nó bị lèo khèo thì không này, mắt nó có bị nhử nhèm thì không này, mồm lưỡi có đốm hay không thấy em gái chưa.
nào bọc răng đi, vàng không biết chỗ nào để vào răng. Cái loại này mình phải tiêm phòng như nào anh? Không, chỉ có lưu cát sơn nó 10 cân nữa. Nếu... Nay là 26 tháng 5, em gửi cả điều. Hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật của em các bạn. Em gửi cái này đi đường đi nước nắp. Và em gửi một đơn đi Long An nữa. Em gửi về xe Long An. Gửi về phố mới Lào Cai. Phố mới Lào Cai. Này bạn này lấy cả chuột giống nữa, đà điểu giống. Phanh như thế này, phanh như kia để san ra cái thùng. Đây là một thanh niên trên Hà Giang xuống bắt 15 con. Thì nữa mình sẽ gọi xe và theo cả xe cả giống về luôn. Rất là đẹp. Thành tâm thành ý chọn cho bạn 15 con rất là đẹp. Hậu ơi, Hậu ơi, xuống đây khênh cái. Điện cho anh Khương thì đi luôn được thì đẹp, tối nó mát. Ừ, đi luôn là tốt quá. Thành tâm thành ý vận 15 con rất là đẹp. Con vừa nãy là nó hơi ấy cho anh nhầy, phải đổi lại, đổi luôn cho chú ấy. Cái con của đám trước hả? Ừ, nhầm mắt, nhìn kỹ thấy màu lông nó khác. Cứ tập kết lên đây, Bây giờ đi quay ra live vào cảnh rồi, được rồi, tí con lo rồi, bà phải lo rồi. Nặng hết đấy nhỉ? Nặng mà, trông nó lình lịch. Lình lịch. Đẹp rồi chứ. Rồi dọi con nào cũng đấy, nó sàn sàn giống nhau rồi đều. Quá ok. Mang về xã nào, huyện nào nuôi? Về xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình. Quang Bình, Hà Giang. Sẽ được cả chiều này nó mát. Tháng 6 rồi các bác nhá. Các
các bác nào chưa vào giống thì các bác có thể là tham khảo cái nứa này. Cái giống của tháng 6 bên em thì nó dự kiến nó khoảng từ 2 đến 3 cân. Thì năm nay thì cũng nó rất nhiều biến thoái về cái vấn đề dịch bệnh. Nhân ra là các bạn nuôi tầm này thì cái lúc thương phẩm thì cũng có cái nguồn thực phẩm là cũng rất là cần thiết. Đấy. Rất là đẹp, to đẹp. Bác cứ lấy cái giai đoạn từ 2 cân đổ lên thì nó rất là yên tâm. Đấy. Có gì các bạn đặt giống thì các bạn bên mình sẽ cố gắng là vận chuyển và ship cũng như là giao giống cho các bác. Số điện thoại để các bác đặt giống là 033 5305982. Xin cảm ơn các bác nhé. Thực hiện cái clip này là ngày cuối tháng 5, 27 tháng 5 năm 2020. Đấy. Loại này tầm một tuần nữa là có thể là đạt khoảng 3 cân. Dự kiến là khoảng 3 cân. Thì tầm này cũng ấm áp nên rất là dễ nuôi. Các bác đấy tham khảo. Đẹp này. Chân dài, cổ dài. Máng tự động. Không.